thì sợ chẳng gì. Thầy quả, tiếng thơ chị ăn chỉ biến thì sợ ổn nhỏ. Thầy thì sợ chẳng gì, thầy thì dạ. Thầy thì biến ơ hồ sử liếng. Thầy thì một trang sức trí tan của dính. Thơ thù bị ủ xí, tiên thầy bị ủ xí. Thầy đặc trương, thù quả, nó bị kể khó dính chả, ơ có dính chả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.